Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm cho tấm hình trông đẹp hơn. Bây giờ chúng ta cùng nhau lợi dụng kênh channel ở ngay bên cạnh này. Kênh channel tức là đối tượng chúng ta quản lý hệ màu RGB là sự hợp nhất của ba kênh Red, Green, Blur. Sau khi qua bên này, tôi chọn kênh Blur dưới này. Mục đích chúng ta lấy phần đen này, những vị trí vùng đen để làm vùng chọn và tạo hiệu ứng tia nắng cho đối tượng này. Các bạn cần chân di hoặc chọn đối tượng này, thả dưới này để nhân bản lên kênh nhé. Tôi nhân bản lên kênh này, chúng ta vào thanh email, chọn adjustment và chúng ta chọn phần level hoặc là các bạn nhấn Ctrl L trên bàn phím. Sau khi chọn xong, tôi cho đối tượng này trong đen hơn để chúng ta lợi dụng những vùng đen này. Các bạn nhấn OK và các bạn nhấn phím Ctrl trên bàn phím thuật trái thẳng vào tấm hình này để lấy vùng chọn. Các bạn thấy rằng chúng ta đã chọn xong rồi thì chúng ta bật lại những kênh này và qua bên layer tạo một layer mới bằng tổ hợp phím Ctrl Shift N hoặc bấm vào đây. Sau khi tạo xong, tôi vào công cụ chọn màu. Chúng ta hút màu ở những vùng lân cận ở đây hay là những vị trí này. Mục đích hút màu để chúng ta blend màu lên đối tượng này trông cho hợp với khung cảnh hơn. Tôi chọn ở đây và cho trắng hơn. Sau đó chúng ta chọn OK. Bây giờ các bạn có thể nhấn tổ hợp phím Alt Plus Delete để đổ màu bên trên vào layer này. Tôi nhấn Alt Plus Delete. Sau khi nhấn xong, các bạn thấy rằng có một vùng màu mờ nhẹ ở trên này. Tôi cần chấn D trên bàn phím để bỏ chọn. Việc tiếp theo sẽ rất là đơn giản. Các bạn vào Filter Blur và chọn hiệu ứng Radiant Blur. Hiệu ứng này sẽ giúp tạo những tia giả tia nắng trông rất đẹp. Ở phần Amount này, tôi cho 40. Chúng ta chọn kiểu hiệu ứng Zoom. Và các bạn có thể kéo thả những vị trí này. Tôi chọn từ trên xuống và tôi chọn Best, tốt nhất. Sau đó tôi OK. Các bạn chờ trong giây lát. Rất ấn tượng phải các bạn. Các bạn chú ý những vùng này, rất dễ nhìn thấy nó bật tắt, dường như có những tia nắng chiếu xuống. Và nếu để tia nắng thế này thì trông khá rõ nét và không đẹp. Các bạn có thể cho đối tượng này còn 50% opacity trong suốt hoặc là nhấn phím số 5 trên bàn phím thì hiệu ứng sẽ nhẹ hơn. Điều còn lại cũng không kém phần đơn giản. Tôi qua đối tượng này, giữ chặt chuột trái, kéo đối tượng này qua đây. Các bạn thấy rằng đối tượng này đang bị xoay ngang. Tôi nhấn Ctrl T trên bàn phím để transform, chuột phải vào và chọn rotate, xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ. Chúng ta ghép đối tượng vào đây, kéo ra một chút, bên này cũng vậy, trên và dưới. Sau khi xong, tôi nhấn OK hoặc check vào dấu này. Các bạn chọn cho tôi một chế độ hòa trộn ở đây, đó là Stream. Các bạn có thấy đối tượng chúng ta sau khi hòa trộn đã tạo một sự ấn tượng không hề nhỏ. Các tia nắng dường như đã chiếu xuyên qua các lùm cây. Đầu tiên chúng ta tạo lùm cây này, tia nắng này và hiệu ứng Bokken Effect ở trong những máy ảnh xịn. Sau khi các bạn đã có đối tượng để hòa trộn rồi, chúng ta nhấn tổ hợp phím Ctrl Alt Plus Shift E để tạo layer mới trên cùng này, là tổng hợp của những layer dưới. Bây giờ các bạn có thể thoải mái sử dụng công cụ Color Lock Up để chọn màu cho đối tượng này như ý muốn. Có rất nhiều tông đã được chỉnh sẵn ở đây. Đương nhiên rằng một vài bạn có thể thấy rằng công cụ này hữu dụng nhưng còn độ đậm đà khá cao thì mình có thể chỉnh sửa các thông số này, giảm opacity xuống cho nhẹ nhàng thôi. Rất nhiều template có sẵn màu cũ, đúng không các bạn? Còn bây giờ tôi sẽ tắt đối tượng này đi. Các bạn sẽ về nhà thực hành nhiều hơn với Color Lock Up, còn tôi sẽ dừng bài học này tại đây. Và hy vọng các bạn sẽ có những tấm ảnh cưới thực sự đẹp.